cái cách dùng mệnh đề if loại 2 thay vì chúng ta có một cái cách dùng phổ thông, đó là if cộng cho chủ ngữ cộng cho động từ ở quá khứ đơn, và ta có mệnh đề chính ở phía sau, đó là chủ ngữ cộng cho could hoặc là would cộng v0. Thì khi nào chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề if loại 2, đó là chúng ta sẽ lưu ý ha. Chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề if loại 2 đó là chúng ta sẽ lưu ý này, lưu ý về cách dùng. Chúng ta sẽ sử dụng để diễn đạt một sự vật, một sự việc, diễn đạt sự vật, sự việc. Không có thật ở hiện tại. Nói một cách đơn giản hơn là chúng ta sẽ giả định một cái việc gì đó nó trái ngược với hiện tại. Ví dụ như mình nói là bây giờ mình đang làm cái công việc hiện tại của mình là mình đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Bây giờ mình giả định nếu bây giờ tôi là bác sĩ, thì đó là giả định cái sự việc không có thật ở hiện tại, đó là hiện tại mình đang là giáo viên. Còn cái giả định đó là giả định là mình là bác sĩ. Các bạn hiểu không? Đó là cũng rất là dễ hiểu vì cái cách dùng trong tiếng Việt ha. Chúng ta sẽ giả định hoặc là giả thiết một cái gì đó nó không có thật ở hiện tại, thì chúng ta sẽ có được mệnh đề if loại 2. Thì cái công thức của mệnh đề if loại 2 thì ta có một cái công thức như sau. Công thức và ta có một cái công thức này, giờ cái công thức mà chúng ta đã học ở phổ thông, đó là if cộng cho s cộng cho gì v ở quá khứ đơn, động từ ở quá khứ đơn. V ở quá khứ đơn. Rồi sau đó mệnh đề chính thì ta sẽ có là s cộng cho could would cộng cho v v0. V0 ở đây là động từ nguyên mẫu không thêm gì cả. Rồi mình ví dụ một câu. Mình nói là nếu bây giờ tôi có nhiều tiền. Nếu bây giờ tôi giàu đi. If I had a lot of money. Nếu bây giờ tôi có nhiều tiền, tôi sẽ I would buy a luxury car. Tôi sẽ mua một cái xe rất là sang trọng, cao cấp. Đó thì mình giả định bây giờ nếu bây giờ mình có nhiều tiền, nhưng hiện tại sự thật hiển nhiên đó nha, sự thật là mình không có nhiều tiền. Bây giờ mình đang giả định là mình có nhiều tiền. Đây là một cái công thức rất là quen thuộc đối với tất cả các bạn học tiếng Anh cũng như là các bạn học IELTS. Đó là cái công thức này, là một cái công thức mà gần như ai cũng biết. Thì hôm nay mình sẽ chỉ thêm cho các bạn một cái công thức nữa để các bạn đa dạng về cái cách dùng của mệnh đề if loại 2. Về mệnh đề if loại 2 thì chúng ta có cái cách dùng đó là đảo ngữ. Nhưng mà ở đây mình sẽ không chỉ cho các bạn về cái cách dùng đảo ngữ, mà mình sẽ chỉ cho bạn một cái cách là cách này nó cực kỳ hữu ích cho cái việc chúng ta viết essay cũng như là chúng ta nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh khá là hay cho cái việc mà chúng ta áp dụng cái cách này nha. Rồi mình sẽ sử dụng, ta có cái công thức mà if loại 2. Ta sẽ bằng với công thức gì đây? Ta sẽ có là if s cộng cho were lại cộng cho to v, rồi đằng sau s cộng cho could would cộng cho v. Rồi các bạn lưu ý là cái were ở đây nè, cái were này là were này nè sẽ dùng cho tất cả các ngôi nha, áp dụng cho tất cả các ngôi. Chúng ta sẽ áp dụng cho tất cả các ngôi. Nhớ là áp dụng cho tất cả các ngôi. Rồi, với cái câu ở trên, bây giờ với cái câu ở trên là if I had a lot of money, now I would buy a luxury car. Thì mình sẽ viết lại bằng cách là mình sử dụng cái công thức bên dưới. If I were to have a lot of money now, I would buy a luxury car. Đó, khá là dễ. If I were to have a lot of money now, I would buy a luxury car. Rồi thêm một ví dụ nữa nha. Ví dụ 2. Ví dụ như nếu bây giờ tôi sống ở Mỹ. Nếu bây giờ cô ấy sống ở Mỹ đi. If she live in the US now,
She would have a chance to visit the White House. Nếu bây giờ cô ấy sống ở Mỹ thì cô ấy sẽ có cơ hội ghé thăm tòa nhà trắng. Nhưng mà trên thực tế thì cô ấy không sống ở Mỹ ha. Nên mình đang giả định cái sự vật sự việc không có thật ở hiện tại. Rồi, mình sẽ viết lại câu này bằng cách là mình sẽ nói lại câu này bằng cách là mình nói là if she were to live in the US now, she would, or mình sai cái chủ ngữ ở đây. She would have a chance to visit the White House. Ok. Rồi, mình sẽ cung cấp thêm cho bạn các bạn một một ví dụ nhé, các bạn luyện tập. Ví dụ như mình nói sao ta? Gì không có thật ở hiện tại đi. Nếu tôi là sĩ quan quân đội thì tôi sẽ tham gia chống dịch COVID-19, đúng không? Hiện tại mình là giáo viên tiếng Anh nha. Bây giờ mình nói mình giả định là mình là sĩ quan quân đội đi. Nếu tôi phục vụ cho quân đội. If I serve, if I serve in the army in the Vietnamese army, I would definitely take part in tham gia vào các chiến dịch chống dịch COVID-19, chống dịch the coronavirus prevention campaign, tham gia vào các chiến dịch chống dịch ở miền Nam Việt Nam, in Hồ Chí Minh City. Đó, ở đây mình nói là nếu ở đây cái nói mình nói là nếu tôi phục vụ trong quân đội, phục vụ trong quân đội, tôi sẽ chắc chắn tham gia vào các chiến dịch chống trong các chiến dịch phòng chống virus corona. Đó thì là cái ý mình nói vậy ha. Nhưng mà cái sự thật á, hiện tại là mình đang làm giáo viên tiếng Anh. Đấy là mình đang giả định. Còn sự thật là mình hiện tại mình đang làm giáo viên tiếng Anh. Cho nên mình đưa ra một cái giả định không có thật ở hiện tại, đó là mình phục vụ trong quân đội. Đó. Ok, thì các bạn hãy viết lại, các bạn hãy hãy nói và viết lại câu này bằng cách sử dụng cái công thức mà mình vừa hướng dẫn, đó là cái công thức này. Các bạn hãy sử dụng công thức lúc mà mình bôi đây, các bạn hãy sử dụng công thức này để các bạn có thể đa dạng được cái cách dùng mình để if loại 2. Thì hy vọng với cái công thức, ngoài cái công thức mà chúng ta đã học ở chương trình phổ thông, đó là mình để if rồi chủ ngữ cộng cho động từ chia ở quá khứ đơn, và sau đó có mình đề chính, đó là chủ ngữ cộng cho could would cộng cho v0, thì chúng ta sẽ đa dạng cái cách sử dụng mình để if loại 2 bằng cách chúng ta sẽ sử dụng là mình để if chủ ngữ rồi cộng cho were, động từ to be were chia ở tất cả các ngôi, rồi cộng cho to v0. To v ở đây là v, ở đây là v nguyên mẫu, và sau đó ta có cái mệnh đề chính giống như cái công thức ở bên trên. Thì với chia sẻ về cái cách dùng này sẽ giúp cho các bạn đa dạng được mình để if loại 2. Cảm ơn các bạn.